Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Linh Phong Channel. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về khu vườn tại nhà mình cho quý cô chú anh chị và các bạn xem. Và nếu mà mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng một like, một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video ủng hộ mình với. Và mình sẽ đan xen về quay vlog cũng như là kênh những video âm nhạc trên kênh Linh Phong Channel này. Mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ mình với mọi người nhé. Đây là khu vườn tại nhà mình. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về khu vườn tại nhà mình. Thì khu vườn tại nhà mình được ba mình khai hoang từ những năm 1998-1999, cách đây khoảng hơn 20 năm. Khi đó thì ở đây là rất là nhiều những cây cỏ tranh. Cái tranh mà họ đem về lợp nhà đó quý vị và các bạn. Khi trước những người xưa thường hay dùng tranh để lợp nhà đó. Và khi đó thì ở đây rất là nhiều tranh. Và ba mình ra đây khai hoang. Khai hoang thì phía dưới tranh á, về mùa mưa thì có rất là nhiều nước mạch, nó chảy rất là nhiều, nó từ dưới đất nó lên rất là nhiều nước mạch. Và sau một thời gian cải tạo thì trồng cũng tương đối những loại cây như những cây keo này, cây cao này, quý cô chú anh chị và các bạn. Và ngoài ra thì ở quê mình thì cũng trồng keo. Vừa rồi thì mình cũng đã quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về những cây keo mới được trồng gần 10 ngày phía sau nhà mình. Thì ngồi những cái keo thì ở đây khu vườn mình thì có trồng những cây cao. Đây những cái cao này quý cô chú anh chị và các bạn. Và những cây gió trầm. Khi trước thì gió trầm nó được nhiều người ưa thích, ưa chuộng. Bây giờ thì những cây gió thì nó rất là trồng, nó rất là phát triển. Đây những cây gió này quý cô chú anh chị và các bạn. Và những cây keo này cũng được trồng 7-8 năm rồi quý anh chị. Còn bên đây là những cây sa nhân. Sa nhân này nó chữa được rất là nhiều bệnh, rất là tốt cho đường ruột. Khi chúng ta đau bụng thì có thể ăn những hạt sa nhân này thì nó chữa đau bụng rất là tốt. Còn bên đây cũng là những hòn cao này thì rất là lâu rồi. Những cái cao này thì chắc cũng tầm gần 20 năm rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Thì quê mình là miền Trung Du nên là đất ở đây chủ yếu là đất đồi núi và thích hợp trồng những loại cây keo, cây cao, cây gió trầm. Đây là cây bồng bông. Nó vừa rồi cây này nó bị bão. Nó gần tóc gốc nhưng mà nó vẫn ra trái. Trái thì không nhiều, trái cũng nhỏ, tương đối nhỏ. Khi trước thì vườn, khu vườn nhà mình thì cũng rất là nhiều bồng bông. Nhưng mà sau đó thì giải tỏa nên là bồng bông thì họ ủi làm đường nên là còn rất ít. Cây này thì nó cũng mới lớn đây và cũng mới cho trái nhưng mà nó chưa chín đều được. Đây quý cô chú anh chị và các bạn xem cái gốc phía dưới của nó bị xiên. Hôm trước thì trời bão nên là đây cái cây bên cạnh nó ngã, nó đập vào trong cái chuồng heo ở phía sau.
những trái bồng bông này thì nó ra này là bị sai mùa. Thường thường thì những cái bồng bông nó chín vào tầm là khoảng tháng 9, mà bây giờ là đến tháng chạp rồi nó mới chín đây quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, hôm trước thì mình đã quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về lãnh rau cải của mình trồng được khoảng mười mấy ngày rồi. Hôm nay thì nó lên rất là lớn rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm trước thì quay nó còn nhỏ và bây giờ thì nó cũng tầm hơn 20 ngày rồi. Giờ nó đang phát triển rất là nhanh. Ở mình thì cũng trồng keo và cũng vừa khai thác, nên là những khoảng đất trống bây giờ cũng đang rất là nhiều và cũng mới trồng keo lại, nên là cũng chưa phủ kín được đất tại khu vườn. Bên đây là những cây tre này thì chúng ta có thể chặt về và bắt đầu đan giỏ hoặc là làm giường. Còn bên đây là những cây cao. Cao này thì ba mình trồng tính ra thì đến bây giờ cũng khoảng 15 năm rồi. Và đã trao quả rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, để mình đây đã có quả này, và vừa rồi cũng bón được một ít. Hiện tại thì ở quê mình giá cao, nó vừa rồi thì nó rất là hiếm, tại vì những năm trước thì những cây cao nó không có giá trị kinh tế nhiều, và những người đây thì họ đã phá và trồng keo và những cây trồng khác, nên bây giờ giá cao nó rất là mắc, nhưng mà bón thì rất là ít, nên là cái giá cao nó rất là cao. Bây giờ thì những người họ quay lại trồng những cây cao. Đây, vườn cao nhà mình à. Tuy là không nhiều nhưng mà những cái cao thì nó lao phát triển, nhưng mà nó cho hiệu quả kinh tế cũng tương đối rất là cao. Đây là vườn sưa tại nhà mình. Những cái sưa này thì vừa rồi cũng mới trồng, và khi trước thì nhà mình có một cây sưa rất là lớn với cô chú chị và các bạn. Vừa rồi thì mùa mưa nên là có chiếc nhánh ra và bắt đầu trồng cây sưa. Cây sưa thì nó cây sưa để chi tí nữa mình sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem cái gốc sưa. Nó gần 20 năm rồi, và những vừa rồi thì mưa bão nên là đã mé và lá những cái cành của cây sưa đó lên trồng. Cây sưa thì cũng có giá trị kinh tế cũng rất là cao. Đây, những cây sưa hôm trước thì mấy anh em mình cũng trồng vừa rồi, và vừa rồi thì trời mưa, khi đó thì trồng rất là dưới đất này. Khi mà
đào lên thì rất là nhiều nước, nhưng mà bây giờ thì đã xong và nó chuẩn bị nó ra đây, nó chuẩn bị nó ra lá rồi, bắt đầu ra lá rồi. Và quý cô chú anh chị và các bạn, cái xưa này thì chúng ta chỉ cần cắt cành ra và bắt đầu đào hố xuống và trồng, và sau thì nó sẽ ra lá như thế này đó. Còn đây là cây gốc của nó, cây cây này thì gần 20 năm rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, vừa rồi thì có cơn bão số 9 vừa rồi nên là nhờ mình phải chặt bớt nhánh của nó để đem trồng, cũng như là tránh khi mà cơn bão nó vào. Mà cũng may là bão nó vào là khi đó thì ba mình đã cho người cắt trước nên là đỡ được thiệt hại, và cũng như là đem những cái cành của nó đem ra trồng. Đây, cái gốc của nó rất là to. Cây này thì mình cũng có đã quay trên kênh Phong Nguyễn Vlog cho mọi người xem. Bên đây thì có một cây bồng bông nữa, và vừa rồi thì trời bão nên là nó bị nghiêng, nhưng mà bây giờ nó cũng ra trái này. Đây, trái của nó, trái bồng bông đây. Và quý cô chú anh chị và các bạn, bồng bông Tiên Phước thì ở Tiên Phước mình thì nổi tiếng là trái bồng bông, một trong những loại cây nổi tiếng tại Tiên Phước, cây ăn quả. Khi trước thì vườn nhà mình rất là nhiều bồng bông, nhưng mà bây giờ là do làm đường nên là đã giải tỏa nên là không còn nhiều bồng bông như khi trước. Cây này thì vừa rồi nó bị trời bão nên là nó bị tróc cái gốc, nó nghiêng xuống nhưng mà nó vẫn cho trái. Trái này thì mình để ăn thôi, chứ còn bồng bông bây giờ thì cũng rất là hiếm. Tại vì Tiên Phước mình thì khi trước nhiều bồng bông á, bồng bông tiên cảnh và bồng bông tiên châu. Bên đây có trồng một cây mít. Thì vừa rồi thì ở đây có hai cây mít. Cây mít này thì trồng rất là lâu rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Vừa rồi thì do là cơn bão số 9 vừa rồi nên là cây mít hai cây, mà bây giờ còn lại một cây, nó đã bị tróc gốc. Đây, cái gốc của nó ngã vào phía trong, cùng với những một số cây trong vườn nó cũng bị ngã. Thì cơn bão số 9 khi đó thì rất là mạnh, nó vào khoảng tháng 9, tháng 10 vừa rồi, nên là một số cây trong vườn nó bị gió mạnh và nó tróc gốc. Còn bên dưới đây là những cây cao được ương thế này. Thì những cái cao này chúng ta cũng có thể bấn đem trồng. Bởi vì khi trước thì ba mình ương ở đây nhưng mà chưa bấn đem trồng được, nên là nó bây giờ nó đang phát triển lên. Còn bên đây là những cây môn. Cây môn này là môn tím. Môn tím và môn môn xanh. À, bên kia là môn tím, còn bên này là những cái môn xanh. Môn này thì nó phát triển rất là nhanh. Còn cái bên cái lá màu tím tím đó là cây dùng để gói nem. Khi chúng ta gói nem thì có thể dùng loại lá này này. Lá này nó gói nem ta rất là ngon, và nó chuyên dùng để gói nem. Cũng gần đến Tết rồi nên là gói nem thì dùng cây cây đó là một loại lá gói nem rất là ngon. Vừa rồi thì
Mình cũng mới quay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về khu vườn tại nhà mình, cũng đã được ba mình khai hoang khoảng hơn 20 năm rồi, và bây giờ cũng đang trồng một số loại cây trong vườn. Thì nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn xem video, nếu mà thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký cũng như là like và chia sẻ video ủng hộ mình với mọi người nhé. Và mình sẽ liên tục cập nhật những video về vlog cuộc sống cũng như là đang xem những video về âm nhạc trên kênh Linh Phan Channel này. Và cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem clip này, và xin hẹn gặp mọi người trên những clip tiếp theo.